Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và như anh em thấy hôm nay mình sẽ có một list đồ cho anh em. Sẽ bao gồm một series đồ anh em nhé. Sẽ bao gồm là một vài cái mã đầu giải mã. Và mình sẽ có một cái giá rất là tốt cho anh em ở cái video này. Nếu như trong video này anh em không chọn được giải mã thì mình nghĩ là sẽ rất là khó chọn là giải mã bên mình anh em nhé. Tiếp đến một con Denon M39 mới về rất đẹp luôn, thấy chưa? Một gỗ Massa Naipo này, hàng full box luôn, thấy chưa anh em? Một bộ dàn Onkyo V77 và một cái mã dàn thanh lý. Thanh lý đến từ cái thương hiệu của thằng Denon anh em nhá. Thì cái mã này thì hôm nay mình sẽ xả rất rẻ cho anh em. Thấy chưa? Hai con túi da đều là hai mẫu túi da rất đẹp. Em lưu ý một chút là số điện thoại của mình mà em Sơn vẫn đang góc trái màn hình đây, số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại của Sơn ở ngay bên cạnh là 0933332183 anh em nhá. Anh em cứ quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Rồi. Thì bắt đầu vào video thì mình sẽ quay lên cho anh em những cái con túi da. Thì đầu tiên là một cái mã túi da này thì nó sẽ là hàng của thằng Nga xuất cho thị trường Nhật anh em nhé. Và hàng này nó sẽ là hàng hãng nên là chất da nó rất là đẹp anh em ạ. Tại sao mà hàng hãng thì là nó sẽ giá cao hơn một chút anh em nhé. Em lưu ý này, đầu tiên này, logo hãng dập anh em nhé. Con này con Zinix anh em ạ, con Zinix đây. Thẻ da của nó đây anh em nhìn nhé. Cao cấp dã man luôn và sờ chất da anh em mới thấy độ cao cấp của con này. Đây là các cái thẻ này, Zinix này. Con này nó sẽ có cái logo, nó là cái hình cái lá cây anh em nhé. Hình lá cây đúng theo cái kiểu gọi là mùa đông ở Moscow đấy anh em. Đấy, lá màu đỏ anh em nhìn thấy không? Thì riêng cái dòng này thì anh em nhìn tiếp nhá. Các cái móc khóa của nó này đều được dập logo Zinix anh em thấy không? Đấy, ok chưa? Các cái logo đều dập hết ở đây nhá. Và tiếp đến phần dây của nó anh em xem nhìn này. Phần dây của nó anh em nhá. Đấy. Đấy, dập logo và được thêu trực tiếp từ trong những cái chỗ gọi là xưởng nó đã làm sẵn rồi. Và từ cái khâu đan sợi nó đã đan Zinix vào rồi anh em nhá. Ok chưa? Đấy, hàng hãng nó làm rất tỉ mỉ cho anh em. Quay sách này, anh em nhìn này, chất da này, đặc cấp luôn anh em ạ. Riêng con túi này mà anh em nào mà cầm mà chê về chất da thì mình chịu thua luôn. Chất da sờ nó bao sướng cho anh em nhé, bao xịn cho anh em luôn. Các cái khóa này, ok chưa? Các cái lớp lót, sơn kéo khóa của anh em. Các cái lớp lót anh em nhìn nhá. Đấy, này, bên trong logo Zinix anh em nhé. Các cái lớp lót cũng được dập logo hết, ok chưa? Nó xịn từ trong ra ngoài đây, các lớp da anh em nhìn này. Đấy, không anh em lại bảo là bên trong không phải da, da thật toàn bộ anh em nhé. Tất cả đều là da thật. Và riêng những con túi da này thì anh em mình dùng sẽ cực kỳ bền. Chỉ có một cái điểm lưu ý duy nhất ở những cái mã túi da, anh em biết là cái điểm gì không? Đấy chính là cái điểm là anh em mình khi mà anh em đi trời mưa về anh em nhé, anh em phải lau khô đi anh em ạ. Không thì sao, không thì da không hỏng nhưng mà nó sẽ mốc anh em ạ. Dùng đồ da mình ngại nhất là nó mốc anh em nhé. Và lên anh em mình luôn luôn có một cái lọ cồn thứ anh em lau cho sạch. Đấy. Về túi da thì anh em nào đã chơi đồ da sẽ biết là cái anh em nào của bền tại người anh em nhé. Giữ gìn, dưỡng da đều đặn thì nó sẽ siêu bền luôn. Thậm chí có những con túi da anh em mình dùng đến mười mấy năm vẫn chưa hỏng được anh em nhé. Đây con này này, anh em có lắp mở bên ngoài, thấy chưa? Đấy, bên trong này. Đây các cái đầu da anh em nhé. Da thật này. Đấy, bên trong có lớp lót này. Đấy. Và con này nó sẽ có bao nhiêu ngăn? Một ngăn ngoài này, một ngăn đây này, hai ngăn, ba ngăn, bốn ngăn, ngăn to nhá. Và bên này đằng sau này một ngăn nữa sẽ là 5 ngăn tất cả. Ôi chơi anh em. Và thằng em Sơn nó sẽ đo kích thước con này cho anh em nhá. Con này nó con túi size lớn để được vừa iPad này anh em. Size ngang sẽ là 28 cm anh em nhá. Và chiều cao con này được 21 cm. 21 chưa tính quai, con này là 21 x 28. Đấy. Và giá con này hiện tại thì là bao nhiêu? Hàng hãng thì giá sẽ hơi cao. Con này hiện tại mình để cho anh em là 1.4 triệu anh em nhá. 1.400.000. Ôi chơi anh em. Và Sơn nó sẽ đeo lên form cho anh em. Dày này, dày bao xịn luôn anh em ạ. Đây. Anh em xem thấy không? Form túi lên rất đẹp luôn anh em nhé. Riêng con này đi học, đi làm, đi chơi mang được cực kỳ nhiều đồ cho anh em. Ok chưa? Đấy. Và hôm nay thì anh em đừng hỏi nó đựng được bao nhiêu bờ cờ sờ nữa anh em nhé. Đựng được bao nhiêu ba con sói nữa. Tại vì con này thì thôi, đựng về thì thôi, gãy lưng, nó gọi là gãy lưng luôn anh em ạ. Rồi, 1.400.000 anh em nhé. Và tiếp đến đây thì là một cái mã túi nâu và mình nghĩ là cái màu nâu sậm này thì cũng rất lâu rồi chưa về hàng anh em ạ. Rất lâu rồi chưa về hàng anh em nhá. Em nhìn chất da của nó này. Đấy. Chất da nó rất là đẹp luôn. Anh em sờ vào sẽ thấy cái độ mịn màng anh em nhá. Đấy, sờ như vừa sờ vào da em bé luôn. Nó sẽ có bao nhiêu ngăn? 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Con này nó không có cái quai sách nên là cái ngăn giữa, ngăn trung tâm nó sẽ được đặt vào giữa anh em nhá. 6 ngăn. À 1 2 3 4. 5 ngăn tất cả. À 5 ngăn, 6 ngăn. Anh em nhé, 6 ăn tất cả, ok chưa? Đấy. Và chất da thì bao xịn cho anh em. Đây, lớp lót này anh em nhìn nhé. Này, anh em nhìn này, các lớp lót.
Ok chưa? Con này tất nhiên nó sẽ không xịn bằng con Zinix vừa nãy rồi anh em nhá. Nhưng mà nó cũng là hàng của hãng nhưng mà nó thiếu cái khâu dập logo thôi anh em nhá. Thiếu duy nhất một khâu dập logo vào đây thôi. Và dây này, dây đeo cũng là dây rủ bóng và cũng màu nâu bóng luôn anh em nhá. Cũng màu nâu bóng. Con túi này thì khá là đẳng cấp rồi, xịn. Kích thước sơn nó cho anh ấy. Con này chiều ngang nó sẽ được khoảng tầm 19 phân. Và con này chiều cao sẽ được khoảng tầm 24 phân anh em nhá, 23 phân rưỡi. Đấy. Thì giá hiện tại con này mình đang để cho anh em chỉ có 680.000 thôi anh em ạ. 680.000 cho mã túi này anh em nhé. Một cái mức giá mình nghĩ là khá là tốt cho anh em rồi. Đấy. Và riêng cái mẫu túi này thì xin thưa với anh em. Đây, các cái chốt này nó bằng đồng hết anh em nhìn này. Đấy. Con này thì đeo đẹp anh em nhé. Tại vì là size nó nhỏ và nó là cái form đứng này thì nó sẽ khá là bền bỉ. Rồi, anh em này. Không bao giờ lỗi thời anh em nhé. Rồi, nha anh em ơi. Anh em thấy không? Đấy. Ok chưa? Rồi. Và giá hiện tại con này thì mình đang để cho anh em chỉ có 680.000 cho mã này anh em nhá. Đợt này về được 2 chiếc Sơn nhỉ? Đúng không? 2 chiếc thôi anh em nhá. Rồi. Tiếp đến đây. Rồi. Thì sẽ còn cái này nữa. Cái này nó sẽ là con kính của thằng Ray-Ban anh em nhá. Sơn cầm của anh cái. Thì xin thưa với anh em, con này thì hàng bốc của nó không phải bốc zin thì anh em nhìn đã biết rồi, đúng không? Nhưng mà kính thì kính xịn đét đẹp anh em ạ. Cái dòng này là mắt trà anh em nhá. Mắt trà và được phủ trắng dầu hết ở mặt trên này anh em ạ. Cái dòng mắt này thì khá là hiếm tại vì anh em sẽ nhìn thấy nhá, phần trên này nó sẽ là trà đậm và bên dưới nó sẽ trong dần đi anh em nhá. Nên là anh em mình khi mà cần dâm thì anh em mình ngửa mắt lên trên, đúng không? Và khi mà anh em mình thích nhìn mà nó hết dâm rồi anh em mình cho mắt đảo xuống dưới hết dâm luôn, ok chưa? Anh em nào mà chơi dòng kính này sẽ hiểu anh em ạ. Đấy, gọng đồi mồi rất là đẹp nhá. Và con này con Ray-Ban anh em nhìn này. Đây, trong kính này Ray-Ban nhá. Logo Ray-Ban này. Đấy, in nhá. Tiếp đến đây là sẽ là có một chữ Ray-Ban được khắc chìm ở đây, RB anh em nhé, RB khắc chìm anh em nhìn đây đây. Thực tế bên ngoài nhìn nó sẽ rất là rõ anh em nhé, nhưng mà trên video sẽ thấy là không được nét lắm đâu. Đây. Và các cái phần sống mũi này, các cái phần thân này nó sẽ được làm sần gợn anh em nhé. Sẽ làm một lớp sần gợn rất là đẹp, nghe cho anh em. Phía mặt sau này. Anh em mình sẽ nhìn thấy nó khắc laser anh em nhé. Đây nó khắc laser là 54-19 này. Đấy, nó sai kính anh em nhé, 54-19 nó dập rất là nét chứ không phải như mấy con pha ke đâu. Nó khắc chìm nhé, khắc laser chìm rất là đẹp anh em ạ. Tiếp đến bên thân bên này. Made in Italy này cũng được khắc chìm luôn anh em ạ. Độ chi tiết rất là cao anh em nhé. Made in Italy này, đấy, và chữ Ray-Ban ở đây. Đấy, chữ ký Ray-Ban này cũng được chìm luôn. Với chữ logo nhá. Và cái phần đây, Ray-Ban ở bên này nữa này anh em nhìn. Đều chìm tất anh em ạ. Nó đều chìm tất anh em nhé, đấy, Ray-Ban này. Đấy, kính xịn rất là đẹp luôn. Bên này nữa anh em nhé, đều chìm tất, nghe chưa? Đấy. Và hiện tại con kính này thì như anh em nào mà chơi kính Ray-Ban sẽ biết, cái dòng mắt mà dòng mắt chuồn ấy thì nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn con này khá là nhiều anh em nhé. Tại vì dòng này nó là dòng size vuông và hình như là ở trong quân đội ấy nó phân biệt là khi mà hình như là cấp tướng mới được sử dụng cái dòng này thì phải. Theo trí nhớ mình như thế. Có thể nếu mà sai thì anh em bình luận ở dưới video để mình có thể sửa nhá. Tại vì lâu mình cũng không phải chuyên về kính, nhưng mà ngày xưa mình có chơi ấy thì mình có nghiên cứu là nó phân biệt theo cấp anh em nhá, chứ không phải là khi vào quân đội ông gọi lính là cứ đeo kính vuông của thằng tướng được đâu anh em ạ. Kiểu đại tá đại tiếc được đâu, kiểu vậy. Và nhớ không nhầm là cái từ cấp tá lên không phải từ cấp tướng, cấp tá trở lên là nó sẽ được đeo thằng gọng vuông này anh em nhá. Đấy, kính này cấp tá đi máy bay đeo anh em nhá. Đẳng cấp không? Đúng không? Và giá hiện tại cho con này thì xin thưa với anh em siêu rẻ luôn anh em ạ. Có 2.200.000 thôi anh em nhá. Mà con này hiện tại trên Amazon của Mỹ ấy, những cái trang eBay ấy, nó bán cũ nó rơi vào, mình check giá thì nó rơi vào khoảng tầm gần 300 đô anh em nhá, gần 300 đô. Đấy. Mà hiện tại mình để cho anh em có 2 củ 2 thôi anh em nhá. 2.200.000 thôi. Nó không có hộp đâu anh em nhá. Anh em thích thì về có thể mua hộp Ray-Ban, anh em mình để vào cho nó gọi là đập chất Ray-Ban. Nhưng mình về thì có hộp này thì chống sốc cho anh em thôi. Ok chưa? Đấy. 2 củ 2 nhá. Tiếp đến đây thì sẽ là gối mát xa. Và xin thưa với anh em, dòng Lipo thì lâu lắm chưa về rồi anh em nhé. Anh em sẽ nhìn thấy này. Lipo thì là chuẩn, hàng hãng chuẩn của Lipo. Con này thì Lipo sẽ xuất được rất nhiều thị trường anh em nhé. Anh em sẽ nhìn thấy. Ui. Anh em sẽ nhìn thấy nhá. Đây. Con này nó sẽ xuất cho những thị trường đây này. Anh này, Đức này, Pháp này, Espanol này, Ý này, Nga này, PT Japan AR này, Ả Rập này. CZ này gì đấy, SK. Nói chung là tổng ở đây sẽ là 11 quốc gia anh em nhá. Hàng chính hãng nó đến được 11 quốc gia. Và con này xin đưa với anh em là mình mua đấu giá ở bên Amazon của thằng Nhật về anh em nhá. Đây này, Japan này anh em này. Hàng này mình mua ở bên Nhật về anh em ạ. Đó. Phát phần thông số anh em nhá.
Rồi. Bên này anh em sẽ nhìn thấy nhá, con này có thể massage cổ vai gáy này, massage vai này, massage bụng này, massage chân này, massage bắp chân anh em nhá. Khá là tiện dụng và rất dễ mang đi theo. Phía sau này nó sẽ ghi này một vài công dụng này. Đầu tiên là con này nó sẽ cấp nhiệt được anh em nhá. Tức là khi anh em mình massage nó sẽ có một cái đèn hồng ngoại. Nó cấp nhiệt lên, nó rơi vào khoảng tầm từ 40 đến 45 độ cho anh em. Nó sẽ có cảm giác ấm ấm, giúp anh em mình giãn cơ và thư giãn. Đấy. Tiếp đến là cái chế độ gọi là chế độ sử dụng an toàn, tức là khi anh em mình bật trước khi đi ngủ và thậm chí khi anh em ngủ rồi, con máy sẽ tự động tắt anh em nhé. Sử dụng rất nhiều người trong gia đình này. Tiếp đến là sẽ là thiết kế W design anh em nhé, thiết kế công thái học này, sử dụng được trên cả ô tô anh em nhé. Đấy, sử dụng ngôi nhà của bạn này, ở văn phòng này hoặc là trên ô tô này. Tiếp đến là tiện, rất là dễ dàng mang đi tại vì nó nhỏ gọn anh em nhé. Ok chưa? Đây là cái hộp của nó, hàng mới full box luôn. Đấy. Và anh em mình lưu ý nhá, là mình chỉ có bán cái gối này thôi chứ còn không có em này đâu nhá. Không nhiều ông là bảo là giống như kiểu mua mì tôm Hảo Hảo về bảo là mì tôm trong này thì tôm đâu, đúng không? Mua gối chỉ có gối thôi anh em nhá, chứ không có gái đâu. Nhiều ông về cứ đòi hỏi là chết tôi nhá. Đây sẽ là cái gối massage của anh em mình, ok chưa? Anh em sẽ nhìn thấy nhá, hàng chính hãng nó hoàn toàn khác sơn gặp anh ấy. Hoàn toàn khác so với những con hàng fake trên thị trường. Và gối massage này mình đánh giá là một trong số những cái loại hàng mà nó nhiều loại hàng pha ke nhất. Anh em mình có thể lên Shopee hoặc lên Lazada sẽ thấy những cái hàng pha ke hình thức kiểu dáng giống này rất nhiều anh em nhé. Nhưng mà nó lại không phải của Lipo, xin thưa với anh em. Lipo nó là một cái thương hiệu gọi là có số có má rồi anh em ạ, rất là xịn. Và khi anh em mình sờ vào phần mút này sẽ thấy nó khác biệt ngay anh em nhé. Con này sẽ có 4 bóng massage, 4 bi massage anh em nhé. Dòng massage bi-lăng, thiết kế dạng chữ V đúp. Một bên này sẽ nút nguồn và bên này sẽ nút tắt bật nhiệt nha. Phía sau đây mới tinh nha, nó sẽ có một cái dây này để anh em mình giữ này, giữ vào ghế này, anh em mình sẽ đóng vào ghế được anh em nha. Ok chưa? Đấy, vừa mọi kích cỡ. Tiếp đến là cái phần tem Nipo này, tem cao su anh em nha. Đây nữa này, đây con này Nipo MGP129A, công suất 24W. Đấy, sử dụng liên tục tức là anh em mình một bài nó đấm sẽ là 15 phút, nguồn điện vào sẽ là 12V anh em nhé. Và tất nhiên nó sẽ made in China, ok chưa anh em? Tất cả những dòng đời cao về đồ gia dụng made in China hết anh em nhé. Đây các cái tem phía sau này. Đấy, hàng chính hãng Nipo anh em nhé. Ok chưa? Và anh em lưu ý một chút là con motor của những cái con hàng chính hãng này sẽ rất là khỏe. Có nhiều con hàng fake ấy, khi mà anh em mình nặng khoảng tầm 70-80 đến ngót 100 cân, anh em mình dựa vào phát thì thậm chí là con bi này sẽ dừng quay luôn. Đấy, nhưng với hàng Nipo chính hãng này anh em mình nặng cả 100 cân, thậm chí hơn 100, anh em mình tựa vào cái motor nó vẫn quay bình thường anh em nhé, vẫn quay bình thường, vẫn mát xa đấm cho anh em bình thường, ok chưa? Đấy, đây là cơ bản về con gối nhá. Tiếp đến đây thì nó đi kèm nó sẽ bao gồm một cái bộ adapter. Anh em mình cắm cái cục này thì sẽ sử dụng được nguồn điện từ 100 đến 220V anh em nhé. Nên là cắm điện ở nhà anh em mình trực tiếp thoải mái này. Và cái điện nó ra đầu ra nó chỉ là 12V nên rất là an toàn anh em nhé, không sợ bị dò điện đâu, ok chưa? Tiếp đến đây thì nó sẽ là cái tẩu sạc để sẽ anh em sử dụng như ô tô anh em nhé. Ô tô phải có cái này, ok chưa? Tiếp đến là sách hướng dẫn sử dụng các bài đấm, các cái phương diện hướng dẫn sử dụng vệ sinh các thứ thì nó sẽ ở trong quyển này, anh em về nghiên cứu nhá. Và đây mình sẽ bật thử cho anh em xem. Và trước khi bật mình xin báo giá con này, hiện tại giá vẫn rất ổn định cho anh em là 750.000 anh em nhá. Đây. 4 bi. Mắt này là hồng đèn hồng ngoại xịn chứ không phải gọi là đèn hồng ngoại để bật màu đỏ cho nó có đâu. Anh em mình bật lên khoảng tầm 1 phút nó sẽ ấm anh em nhá. Và sau khi quay 1 phút con này nó sẽ đổi chiều anh em ạ, nó đảo ngược chiều quay lại. Ok chưa? Đấy. Và khi anh em mình không cần dùng nhiệt nữa, anh em bấm nút hớt này. Ok anh em nhá. Bấm hớt phát tắt đèn luôn. Đấy thì nó sẽ không cấp nhiệt nữa. Và khi đấy anh em mình chỉ massage theo cái kiểu cơ học thôi nhá. Đây, cần nhiệt đã bật nó lên. Ok chưa? Bấm thôi, khá là dễ chịu. Ví dụ như tại sao nó phải thiết kế ra nút tắt nhiệt này, tại vì khi anh em mình massage vào mùa hè chẳng hạn, nó quá nóng anh em nhá. Nó nóng quá không chịu được thì anh em chỉ cần nó đấm cơ học thôi, đúng không? Nhưng vào mùa đông thì con này bật lên bao phê luôn. Nhất là chùm chăn lên dí nó vào thì xong được. Hai vợ chồng gọi là massage cho nhau luôn. Giá hiện tại là 750.000 anh em nhé. Hàng mới full box cho anh em, ok chưa? Chưa qua sử dụng ở bên Nhật luôn. Có nhiều anh em bán hàng cũ đã rơi vào gần triệu rồi anh em. Hàng này mình đấu giá được giá nó tốt rồi, bán rất là tốt anh em nhé. Rồi, tiếp đến đây thì sẽ là cái lô gọi là giải mã kiêm âm ly anh em nhé. Và nhiều anh em hỏi những cái loại này thì có giải mã phải là giải mã không mồi không, có cần mồi không, thì xin thưa với anh em đây chính là những con giải mã không cần mồi anh em nhá. Anh em chỉ việc cắm cổng quang từ tivi
vào trực tiếp cổng quang của quang in của những con này là nó sẽ giải mã tín hiệu số cho anh em. Và tất cả những cái mã mình trên video này sẽ đều là chuẩn 24 bit hết anh em nhé. Chuẩn 24 bit cho anh em. Nên chất lượng âm thanh thì không thể nào chê được đâu anh em. Đấy, có nhiều anh em hỏi là ở nhà mình có cục con như bao diêm này chẳng hạn, mà nó ghi giải mã 48 bit, đúng không? Thì xin thưa với anh em, toàn bọn tàu nó làm bố láo hết anh em ạ. Làm gì có 48 bit mà anh em mua có mấy trăm nghìn, xong rồi nó còn bé con thế này, giải cái gì. Thì đưa với anh em những cái loại này anh em mình mang về chỉ gọi là chống điếc thôi anh em ạ, chứ còn để về hay thì không hay anh em nhé. Những con này nó sẽ cho anh em ra một cái chất âm, tức là anh em mình cảm giác ba giải bát mít chép rất là tách bạch. Với những anh em nào mà hay về nghe nhạc ấy, anh em mình sẽ cảm giác khi mà giải mã cái phần lời ca sĩ nó sẽ nổi ngay lên trên của cái phần nhạc nền ở bên dưới anh em nhé. Giống như anh em mình xem một cái bức tranh 3D ấy, nó hoàn toàn khác so với một bức tranh vẽ thông thường ở trên giấy anh em nhé. Tranh 3D nó sẽ nổi hẳn lên cho anh em. Và cái giải mã 24 bit nó sẽ hỗ trợ anh em mình ở vấn đề như vậy. Ok chưa anh em? Lời ca sĩ sẽ nổi ngay trên nền nhạc. Và tất cả các loại nhạc cụ nó sẽ tách bạch hoàn toàn cho anh em. Ok chưa? Đấy. Đấy, cơ bản về giải mã mình nói trước ở trên video để cho anh em mình biết là giải mã như thế nào. Tại vì có những anh em biết rồi thì mình cũng không dám mú dìu qua mắt thợ, nhưng mà mình sẽ giải thích cho những anh em, nhiều anh em chưa hiểu giải mã như thế nào anh em nhé. Rồi, bắt đầu ở cọc số 01 thì xin đưa với anh em, đây là một trong số những con cao cấp của thằng Onkyo, nó chính là Onkyo N9X. Và xin thưa với anh em, cái đầu N9 này nó rất đắt anh em nhé, bình thường nó rất đắt và nó đánh rất hay anh em ạ. Đấy, chi tiết về con này sẽ như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy con này nó sẽ chơi 2MD anh em ạ. Chơi 2MD. Và MD con này nó sẽ đọc ghi cực kỳ ok. Anh em nào mà biết là cái đĩa 2MD này thì nó sẽ có đĩa đọc, có đĩa không anh em nhé. Cái trường hợp đấy thì không thể tránh được, nhưng mà khi mà vào cái đĩa nó đọc rồi thì nó đọc ghi rất là ok. Vậy chưa anh em. Tiếp đến là CD. CD con này sẽ chạy mắt 213 nên rất là bền anh em nhé. Anh em nào đã chơi CD mắt 213 sẽ biết được là cái CD 213 này nó ba giải bát mít chép lên tách bạch và thường là nó sẽ rất là bền. Tiếp đến là con này sẽ được trang bị công nghệ Dioling 2. Đấy, và công nghệ băng tần Wired độc quyền. Băng tần Wired là một cái công nghệ riêng của thằng Onkyo anh em nhé. Onkyo nó phát triển và nó phát ứng dụng trên những con âm ly của nó. Tại vì công nghệ băng tần Wired âm ly phát trên những con phổ rộng nên là anh em mình nghe cái âm trường rất là lớn anh em nhé. Ngoài ra con này sẽ có kết nối điện thoại, máy tính, TV đầy đủ hết. Đấy. Giải mã 24 bit thì ngay từ đầu video mình nói với anh em rồi, đúng không? Con này giải mã 24 bit cực kỳ nét. Anh em mình chỉ việc kết hợp cổng quang mà thôi. Nó sử dụng chuẩn giải mã của PCM. Con giải mã cực kỳ to anh em nhé. To đúng gần bằng miếng này luôn. Đấy chưa? Đấy, độ chi tiết rất là cao. Ngoài ra thì ở đằng trước nó sẽ hỗ trợ line in layout mặt trước này. Anh em mình nếu mà có một con điện thoại mà cái nguồn phát nó bé, anh em mình có thể cắm cái cổng line in này, anh em mình phát ra anh em nhá. Cục dàn thì sẽ đánh 4 con sò than anh em ạ. 4 con sò than như cả sò MOSFET ở những con âm ly dân dụng đấy. Và anh em mình hoàn toàn có thể phang tốt những cái cặp loa bát 25cm trở về ở trên mã này. Và nó đánh không phải là đánh đơn thuần, đánh để cho có đâu. Nó đánh căng cho anh em luôn anh em nhá. Ông nào không tin nó đánh được bát 25B, bát 25 qua đây. Ôi trời anh em, phang tất luôn anh em nhá. Đấy, tổng thể anh em thấy không? Con này khá là ok. Phía sau đây, công suất con này sẽ là 50W và điện nguyên bản 100V và made in Japan cho anh em. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Tiếp đến là súp điện ao này. Đấy, kẹp anten AM/FM phục vụ em nghe đài. Và đây sẽ là các đường line in layout để phục vụ em gọi là kết nối điện thoại máy tính TV. Optical in và out phục vụ em giải mã 24 bit chuẩn anh em nhá. Với những em nào thích giải mã thì phải nói là con này anh em nên chơi anh em ạ, nên chơi. Và giá con này ngày xưa nó rơi vào khoảng tầm 3.200.000 cho cái mã này. Hiện tại thì mình xả cái mã Onkyo đầu 9 này mình xả cho anh em chỉ có 2.300.000 thôi. Ôi chưa anh em. 2.300.000 cho Onkyo N9X anh em nhá. Đấy, anh em lưu ý một chút, đầu L9 thì nó luôn luôn nó có cái mạch rề rất là hay. Và khi anh em mình kẹp loa để nghe đánh trực tiếp ấy, thì sẽ mới cảm nhận được sự khác biệt của đầu 9 với đầu 7 anh em nhá. Tiếp đến bên dưới này thì sẽ là một cái mã đời cao hơn của thằng Onkyo. Con này chính là con Onkyo N7SX anh em nhá. Đấy. Thì chi tiết của con này sẽ như sau. Đầu tiên là mặt nhôm cao cấp này, anh em sẽ nhìn thấy nhá. Và form mặt mới, cái phần chiều ngang của nó sẽ to hơn cái con ở bên trên, những cái đầu đời trước là khoảng tầm 1cm anh em nhá. 1cm. Con này đọc ghi MD cực kỳ ok. Và anh em nào đã chơi MD thì nên lấy con này. Tại vì con này MD nó khá là bền anh em nhá. MD rất là bền, anh em mình chơi MD lấy con này. Ok chưa? CD con này thì xin đưa với anh em, chạy Massanio, nhưng mà hiện tại bây giờ mình vừa test lại cho anh em
thì con này mắt hơi kén đĩa nên mình sẽ coi như là bỏ CD đi anh em nhá, coi như bỏ CD cho anh em ở mã này và tí mình sẽ xả cái mã này. Đọc nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB về cho anh em. Anh em mình cóp nhạc MP3 USB cắm ở đây phát chơi luôn anh em nhá. Kết nối điện thoại, máy tính, tivi ở trên mã này đầy đủ tất anh em nhá, không thiếu bất kỳ một chức năng nào. Ngoài ra thì con này sẽ có giải mã chuẩn 24 bit và giải mã có sử dụng có chip giải mã giống như con CRD1 và D2 nên là chất âm ra cực kỳ mịn tiếng. Ôi chơi anh em. Ở con này sẽ được tích hợp với công nghệ Dialink 2 và băng tần WiDAD độc quyền của thằng Onkyo anh em nhé, như con bên trên thôi. Những công nghệ được Onkyo luôn luôn trang bị trên những cái con dàn mini của nó, và con này cũng vậy. Ôi chơi. Đánh vẫn là đánh 4 nút sò thang và sẽ phang tốt những cặp loa bass 25cm trở về anh em nhá. Đây, cục dàn của nó thì anh em nhìn này. Đấy, cục này thì khá là ok anh em nhá. Phía sau công suất của con này sẽ là 55W điện nguyên bản 100V và nó ở đời cao, nó sẽ made in Malaysia anh em nhá. Đây là kẹp anten FBM, súp điện ao này. Đấy, kẹp loa sẽ hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm và nó có một cái vết xước sơn phía sau do vận chuyển anh em nhá. Các cái đường kết nối line out đầy đủ này và optical in đây để phục vụ anh em giải mã 24 bit. Ok chưa anh em? Và con này hiện tại mình xả cho anh em giá bao nhiêu? Đấy. Onkyo N7SX mình đang xả cho anh em con này chỉ có 1.700.000 anh em nhá. 1.700.000 cho mã Onkyo N7SX. Anh em nào mà không chơi CD thì chơi mã này cực kỳ ngon anh em ạ, tại vì giá xả quá rẻ cho anh em nhá. Quá rẻ cho anh em rồi. Đấy. Tiếp đến bên này thì sẽ là cọc số 02 và xin thưa với anh em, đây sẽ là một con rất VIP luôn, Onkyo CRD1 anh em nhá. Con này thì nhiều anh em có thể là mình nói nhiều anh em bảo mình thế này thế kia, nhưng mà con này thậm chí kể cả diễn đàn châu Âu nó vẫn bê những con âm ly đèn ra để so sánh với con này anh em nhá. Không phải là mình nói trơn là theo quan điểm của mình đâu, mà bên châu Âu người ta bê những cái con âm ly đèn ra để so với con này, tại vì con này độ chi tiết nó rất là cao và đánh rất căng anh em nhá. Mặc dù là âm ly gọi là âm ly bán dẫn thôi, nhưng mà anh em mình vẫn lôi ra so với đèn và theo như diễn đàn nó đánh giá thì đánh gọi là 8 trên 10 so với những con âm ly đèn anh em nhá. Đấy, mặt con này mặt xanh huyền thoại này, đèn hát xanh này, mà mặt đằng trước anh em nhìn cái lớp nhôm nó cực kỳ dày và làm bằng nhôm phay xước hết anh em nhá. Tích hợp trong con này nó sẽ bao gồm một công nghệ VL Digital anh em nhá, một công nghệ gọi là cao cấp của thằng châu Âu, được thằng Onkyo mua về để trang bị trên những cái bộ dàn cao cấp của nó, và con này là một trong số đấy. Ok cho anh em. Riêng con này anh em nhá, cái lọc nhiễu bằng vector là VL Digital này, nó làm cho cái tiếng nó rất là mịn tiếng anh em ạ, kể cả anh em mình sử dụng giải mã hay nghe từ CD nó rất là sạch sẽ anh em nhá, nó gần như không có gợn luôn anh em ạ. Và với những con CD chuẩn anh em đút vào thì những cái phần giọng mà lời gân từ cổ họng của ca sĩ anh em mình sẽ cảm nhận được luôn anh em nhé. Không phải kẹp vào cặp loa quá cao cấp đâu, anh em chỉ kẹp cặp loa gọi là cũng bình thường thôi, anh em đã cảm nhận được rồi. Được chưa? Thì chức năng của con này nó sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên CD nó sẽ đọc rất là ngon anh em nhé, và dòng này sẽ chạy CD mắt gọi là CD 213, cái dòng mắt 213 siêu bền anh em ạ. Đấy, xịn nét anh em nhé. Kết nối điện thoại, máy tính, tivi ở trên mã này đầy đủ tất. Được chưa? Giải mã 24 bit chuẩn thì như mình vừa nói rồi, nó giải mã độ chi tiết ở những con này thì khỏi bàn luôn, rất cao anh em nhá, rất cao luôn. Chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt này, bát này, chép này, nghe chưa? Đấy, và tiếp đến là có chế độ direct để phục vụ anh em mình này. Đây, direct để phục vụ anh em mình gọi là chơi những cái kiểu mà nhiều anh em thích chơi thuần đĩa CD đấy, không qua mạch chỉnh equalizer thì chơi direct anh em nhá. Và những âm ly gọi là dân dụng nó có cổng direct thôi. Hỗ trợ mặt trước là sẽ có hai cổng line in line out và một cổng phone. Và riêng cái cổng line in này thì anh em mình sẽ hoàn toàn là sẽ có mạch rè bên trong để anh em mình nghe từ điện thoại lên nó sẽ căng hơn. Vậy chưa anh em? Và dòng này anh em nhá, đánh 4 con sò than và sò lớn anh em nhá. Cái dạng sò lớn thì anh em mình sẽ đánh nó như một con ly dân dụng chứ không hề thua kém. Con này sẽ đánh tốt cả những cặp loa bass 30cm anh em nhá. Và anh em nào có cặp 30 của thằng Mỹ ấy, anh em kẹp vào sẽ thấy sự khác biệt của con này đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Thằng này hàng đấu giá rất đẹp anh em nhá. Phía sau này. Công suất là 80W điện nguyên bản 100V made in Japan. Với cho anh em. Đấy. Kẹp loa này. Hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Súp điện ao có này. Đấy, kẹp anten FM nghe đài. Con này FM chỉ đến 90 thôi anh em nhá. Các đường kết nối line in line out đầy đủ và optical in và out phục vụ giải mã 24 bit. Với cho anh em. Và giá con này hiện tại mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại Onkyo CRD1 mình đang để cho anh em giá chỉ có 3.200.000 anh em ạ. 3.200.000 cho con này đẹp xuất sắc, không một tí vết anh em nhé, không một tí tí vết nào đâu. Con này hàng đấu giá nét nè nẹt luôn anh em ạ. Và tất nhiên là tất cả những mã ở nhà mình đều bảo hành 1 năm cho anh em, thấy chưa?
Và cuối cùng ở bên dưới này sẽ là một cái mã thanh lý này, con này chính là Onkyo X7DV anh em nhá. X7DV. Đấy, anh em nhìn này. Thì con này thì anh em sẽ nhìn thấy cũng toàn bộ mặt nhôm hết này. Chơi MD này, chơi CD, nhưng MD CD kén đĩa rồi anh em nhá. Bỏ. Ok chưa anh em? Tích hợp công nghệ đi Pro Scan quét đa phân luồng trên mặt đĩa. DLink 2, được chưa? Băng tần QRS độc quyền này. Các công nghệ của thằng 5.1 đều được tích hợp trên con này. Dolby Digital này, DTS này, Theming Third này. Và đây là Theming Demino anh em nhá. Ok chưa? Tiếp đến bên dưới này thì sẽ có giải mã 5.0 à 5.1 này, giải mã đa kênh này và sẽ có giải mã Sitte để phụ em nghe nhạc. Anh em nghe nhạc này, sẽ để giải mã Sitte anh em nhá. Và dòng này cũng đánh 4 con sò than, phang tốt những cặp loa bass 25cm trở về, giải mã chuẩn 24 bit, rất ok anh em nhá. Ngoài ra kết nối điện thoại, máy tính, tivi qua những cổng AUX, những cổng line in ở phía sau, rất là nhiều cổng để cho anh em kết nối. Và cái cục này anh em mình hoàn toàn có thể config thành những cái bộ dàn 5.1 cho anh em được anh em nhá. Đây, tổng thể phía sau. Phía sau đây, công suất của con này sẽ là 65W, điện nguyên bản 100V, made in Japan, hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ô. Các cái đường kết nối line out đầy đủ này, có xanh đỏ tím vàng phục vụ em config trên bộ dàn 5.1, 3 đường xuất video này, optical in và out phục vụ giải mã 24 bit. Đây là kẹp antenna FM phục vụ nghe đài, với chơi anh em. Con này FM chỉ đến 90 anh em nhé, AM full giải. Và hiện tại giá con này thì là bao nhiêu? Hiện tại con này mình xả cực kỳ rẻ cho anh em. Cái cục này hiện tại mình để cho anh em chỉ có 1.200.000. Ôi chưa anh em, 1 củ 2 anh em nhé, cho mã Onkyo này. Ôi chưa. Rồi, và đây sẽ là cái đống giải mã mình thanh lý cho anh em. Hết rồi anh em nhé. Đến bên này thì sẽ là một cái bộ dàn rất là VIP của thằng Denon, chính là con Denon M39 anh em ạ. Con này thì xin thưa với anh em, M37-38 chưa có cổng quang giải mã đâu, mà phải đến M39 con này mới có giải mã cổng quang anh em nhá. Chi tiết về bộ dàn này sẽ như thế nào? Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy toàn bộ mặt nhôm hết, rất là nét và được thiết kế theo tiêu chuẩn của châu Âu, nên anh em nhìn nó rất là mềm mại anh em nhá. Ít nút ở trên mặt, nghe chưa? Nó có 6 cái nút ở bên này thôi. Đấy. Và cái tem này, cái tem hàng mới nó vẫn còn nguyên ở đây anh em nhá. New này, RCD M39 này, hỗ trợ anh em nghe iPhone, iPod, USB này, nghe chưa? Tiếp đến là Open Sound Tool này. Đấy. Digital input này, đây giải mã 24 bit đây này, em nhìn thấy không? Giải mã chuẩn nhá, digital input có nhá, đúng không? Chức năng con này sẽ bao gồm này, chơi CD rất là ok và đọc được cả đĩa MP3 WMA, được chưa? Đấy. Đọc USB cực kỳ ngon anh em nhá. Riêng những cái dòng này thì USB anh em mình cắm vào phát là chơi luôn. Đấy. Giải mã 24 bit ở trên mã này thì phải nói là cũng thuộc gọi là chiếu trên rồi anh em ạ. Sử dụng con giải mã PCM 1801 anh em nhá. Riêng con PCM này thì nó sẽ cho chất âm độ chi tiết rất là cao. Anh em nào đã chơi những cái dòng của Denon series M sẽ biết. Những con series N ra sau độ chi tiết không bằng con này anh em ạ. Series N ra sau nó chỉ hỗ trợ anh em ví dụ kết nối wifi, bluetooth các kiểu thôi. Nhưng mà con này mới là những cái mã đánh hay anh em ạ. Độ chi tiết rất cao anh em nhá. Nghe chưa? Đánh tốt những cặp loa bass 25cm với cái mã này được. Đấy, thì đấy là một cái những chức năng cơ bản của con này. Cấu hình loa thì sao? Loa con này thì nó gọi là những series loa F107 thu nhỏ anh em ạ. Tại vì đây anh em nhìn nhá, con này được trang bị một con bát này, gông gang toàn bộ anh em nhá. Đây là gang tất này, cái phần gang này bên trong cũng được chụp gông gang luôn, nghe chưa? Đấy, sử dụng toàn bộ là vít lục giác tất anh em nhá. Gân sẽ là sử dụng dòng mid bát cao cấp giống như ở những cái mã Kenwood K711 thì cũng sử dụng dòng gân này. Đến thằng Oppo HomePod, thằng Oppo đấy, mười mấy củ một con đấy, cũng sử dụng cái gân này, nghe chưa? Đấy. Và màng loa sẽ là toàn bộ là màng carbon giấu núm hết anh em nhé, không có núm đâu anh em ạ, sờ thoải mái luôn nhá. Chất bass của Denon thì không phải bàn rồi, nhiều anh em nó bảo là hơi hướng châu Âu, nhiều anh em đấy sẽ đánh giá là âm bass của thằng Denon nó sẽ hơi khô so với thằng Onkyo, nhưng cá nhân mình đánh giá là bass nó đánh rất dứt khoát anh em ạ, đánh dứt khoát không có đuôi nên anh em sẽ cảm giác nó khô. Nhưng mà mình đánh thì giá thì khi mà anh em mình chơi những dòng nhạc mạnh thì ví dụ như nhạc EDM hoặc Nonstop ấy, thì con này nó đánh rất là đầm tiếng anh em nhé, rất là hay, như một gọi là anh em chơi đồ châu Âu luôn. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm, anh em nhìn dòng đôm bầu dục này, toàn bộ gông gang hết anh em nhé, gang tất này, mặt là gang tất. Và đôm này thì khỏi bàn luôn, từ neo tất anh em nhé, từ neo siêu tử, thiết kế đúng châu Âu này, các cái thành này, vuông thành sắc cạnh tất anh em nhé, vuông thành sắc cạnh hết. Phía sau đây anh em nhìn này, đấy, cái mặt pad treo loa, cái mặt pad gọi là gắn cọc loa của nó anh em nhìn nhé, đấy,
theo cái form đời mới, nhìn rất hiện đại, thiết kế đúng theo của anh design đây. Anh em nhìn này, đây là design in Euro, ôi chưa anh em, thiết kế ở tại châu Âu. Và tất nhiên những dòng đời cao đều made in China, con này cũng made in China anh em nhá. Công suất một chiếc con này sẽ là 120W đấy, và max là công suất 120W này, và sẽ có trở kháng là 6 ohm. Một cặp con này sẽ là 240W anh em nhá. Bên trong phân tần thì to đúng không anh em, bây giờ nhá, to đúng cái mặt nhựa này đấy, rất gấu. Phía sau này âm ly này, con này công suất 70W điện nguyên bản 100V, sử dụng cái nguồn gọi là nguồn số 8 ôi chưa anh em, dây nguồn số 8. Tiếp đến là cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối hết anh em nhá, cọc bắp chuối tất. Đấy, súp điện ao này. Đấy, optical in phục vụ giải mã 24 bit, kết nối thiết bị bên ngoài qua đường analog in này. Ngoài ra thì trên này sẽ kẹp anten IMF em phục vụ nghe đài, và FM của thằng Denon thì sẽ luôn luôn đủ 108 anh em nhé. Em dò full đài Việt Nam, còn tất nhiên ai em sẽ full giải cho anh em rồi. Và hiện tại mã này là mã đấu giá về, anh em sẽ nhìn này, từ cái căng nó nét như này đúng không, nó đẹp nét như này mà đúng không. Giá hiện tại cả bộ này thì xin thưa với anh em, giá đây anh em nhìn nhá, 6.500.000 với cho anh em. Và trên video này thì mình cũng lại xả cho anh em, với chưa, để cho anh em mình gọi là có một cái mức giá tốt hơn, là cả bộ này mình sẽ để cho anh em giá chỉ có 6 triệu tròn thôi anh em nhá, vẫn bảo hành trọn vẹn 1 năm cho anh em. Ôi chưa, hàng nét luôn anh em nhá, 6 củ tròn và lời nhạc này. Cho bài sau đi. Đừng buồn nhé anh hỡi, cuộc tình nào không luôn xót xa. Một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương, ôi sao thiết tha. Từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ, tình yêu sao đã phôi phai. Phút cuối tiễn đưa, cánh sao lừa thưa. Đừng sầu nhé anh hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau. Từng giọng hát xa vắng nhạt nhòa, tình đã chót trao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhé anh giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến cho ta dòng lệ đắng cay. Tình thừa bão tố dù có tan ố, mộng đẹp xin giữ trong tim, hãy cho nhau. Ok chưa anh em? Một bộ dàn mà anh em mình sẽ cảm nhận được độ chi tiết nó rất là cao anh em nhé, rất cao luôn. Đấy. Và tiếp đến đây, anh em sẽ nhìn thấy nhá, đây là một cái mã gọi là kinh điển của Onkyo. Nó chính là Onkyo V77 anh em ạ. Con này thì hết kha số đầu V rồi anh em nhá. Chi tiết của con này như sau. Anh em sẽ nhìn thấy toàn bộ mặt nhôm hết, anh em nhìn, mặt nhôm tất, ok chưa? MD con này đọc ghi tốt anh em nhá. Đọc ghi rất ngon. CD cũng chơi mắt 213 nên nó sẽ rất là bền anh em nhá. Giải mã gọi là giải mã chuẩn con này sẽ là chuẩn 24 bit. Chất tiếng của đầu V thì anh em chơi đầu V sẽ biết là gần như series V của thằng Onkyo nó sản xuất ra là một trong số những series cao cấp anh em nhé. Nó khác bọt hoàn toàn, tức là về kể cả về những cái chất liệu, những cái phần linh kiện bên trong, nó sẽ cảm giác, nó sẽ anh em mình tháo ra nó cảm nhận được ngay là nó sẽ cao cấp hơn những cái đầu ra sau này. Ví dụ đầu X7 X7A thì V77 linh kiện nó cao cấp hơn anh em nhé. Đấy, con này anh em nào mà chơi MD sẽ có những cái chuẩn ghi MD này. Đấy, các chuẩn ghi MD trực tiếp trên mặt luôn, bằng cái núm xoay này em chỉ rất là tiện anh em nhá. FM sẽ đủ 108 và anh em hoàn toàn dò đài trực tiếp ở trên mặt được luôn, với chưa anh em. Đấy. AM tất nhiên là phun giải cho anh em rồi anh em nhá. Đấy. Và con này nó sẽ có một cái hay nữa này. Nữa, đấy chính là anh em mình hoàn toàn có thể ngắt cái mạch equalizer ra khỏi cái phần công suất của máy, để tí nữa quay phía sau mình sẽ gọi là chỉ cho anh em sau, đúng không? Dòng này vẫn là đánh 4 số thang
và sẽ phang tốt những cặp loa bass 25cm trở về cho anh em. Giải mã 24bit thì vẫn là sử dụng chuẩn giải mã PCI giống như thằng Denon thôi anh em nhé, và chất âm rất là ok anh em ạ. Riêng cái mã này thì gần như anh em nào mà chơi chuyên về bolero thì anh em mới cảm nhận được cái sự gọi là ngọt ngào, gọi là âu yếm của thằng Ongyo anh em ạ. Đấy, Ongyo nó gọi là thế mạnh, nó là chơi bolero anh em nhé, rất hay. Cấu hình loa thì sao? Loa con này sẽ được trang bị một cặp bát đường kính là 12cm anh em nhé. Gân cao su của gân này là gân zin. Anh em sẽ biết là V3, V5, V7 đều phải thay gân, nhưng mà V77 nó là gân zin anh em nhé. Gân zin nó vẫn còn rất là đẹp, mềm, nhũn, anh em mới có thể dùng dụng 5, 7, 10 năm nữa. Mình nghĩ mới phải thay được, khá là bền. Màng sẽ là màng da chăn anh em nhé, màng da chăn. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm dòng đôm 8 vít. Và xin thưa với anh em, con đôm này đều toàn bộ từ ghép tất. Chất âm về phần lời của thằng Onkyo thì chưa một anh em nào có thể chê được đâu anh em ạ. Đấy, củ từ ở phía bên dưới này to đúng bằng mặt luôn anh em nhá. Tổng thể ok đúng không? Phía sau này anh em nhìn đây, tổng thể cũng nét luôn đúng không? Công suất của loa sẽ là 70W và trở kháng là 6 ohm, một cặp 140W. Anh em mình hoàn toàn chơi tốt ở những phòng diện tích 40m2 trở về anh em nhá. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Tiếp đến là con này công suất 55W, điện nguyên mã 100V made in Japan luôn. Súp điện out này, kết nối thiết bị optical in và out phục vụ em giải mã. Đấy, kẹp antenna FM phục vụ đài, các đường kết nối lay leo đầy đủ anh em nhá. Riêng mã này thì gọi là cũng vào dạng gọi là cũng ngon bổ rẻ rồi anh em ạ. Đấy. Giá hiện tại tại cửa hàng này anh em này nhìn đây. Đây. 2.600.000 anh em nhá. Đấy. Và trên video này thì mình xin phép xả cho anh em mã này. Mã này hiện tại mình để cho anh em chỉ còn có 2.300.000 thôi. Vẫn bảo hành trọn vẹn cho anh em 1 năm, mời chơi anh em. 2.300.000 anh em nhá. Vào đây thử nhà cho em nghe này. Hoạt động hoàn hảo. Có người con gái đông về đàn áo ấm ra xa trường, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng xẻ bóng chia đôi áo đang chưa rồi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi mỗi. Ok chưa anh em? Đúng rồi, bật một bộ dàn mà chuyên về nhạc vàng bolero mà đút đúng cái đĩa CD của nhạc vàng vào thì gọi là nó là đẳng cấp luôn anh em ạ. Rất hay anh em nhá. Cuối cùng là cái mã thanh lý ngày hôm nay thì xin thưa với anh em, đây chính là gọi là con Denon anh em nhá. Con Denon này là con Denon XW33. Anh em sẽ nhìn thấy mặt ở trên này anh em ạ. Mặt trên này toàn bộ là mặt nhôm hết chứ không phải mặt nhựa đâu anh em nhá. Toàn bộ mặt nhôm tất, sáng đẹp anh em ạ. Sáng đẹp luôn, nghe chưa? Đấy. Và chi tiết về con này như sau, anh em sẽ nhìn thấy con này nó sẽ có hai hộp MD anh em nhá. Hai hộp MD luôn. Đấy. Nhưng mà MD con này thì mình cũng chưa test đâu, tại vì máy cỏ. CD con này thì mình test rồi, con này chạy 3 CD anh em nhá. Nhưng mà rất là tiếc là CD nó chạy hơi vấp anh em ạ, hơi vấp một tí. Nghe chưa? Nhưng mà bù lại con này sẽ có này, kết nối điện thoại máy tính TV anh em nhá. Nghe điện thoại máy tính TV ok, được chưa? Anh em sẽ sử dụng cáp gọi là cáp 3.5, đầu 3.5 để anh em kết nối. Đấy, và mình tất nhiên sẽ tặng kèm cáp cho anh em. FM con này sẽ đủ 108 anh em nhé, sẽ dò được full đài Việt Nam. Đấy, thằng Denon nó hay chỗ này, FM sẽ full đài Việt Nam. Và cục dàn của nó xin thưa với anh em, thằng Sơn nó vừa bê nó tí gãy lưng anh em ạ. Cục dàn nó rất là nặng anh em nhé, nặng vãi trưởng luôn. Và đánh 4 con sò than anh em ạ. 4 sò than thì anh em mình biết là con này sẽ đánh tốt cả những cái cặp loa bass 25cm trở về. Những dòng nào sò than đánh căng lắm anh em ạ. Đấy, cái phần cụ phím chức năng này anh em ở trên mặt này nhá. Nói chung con này thì khá là ok. Đấy, mặt mũi ok. Và cổng phone và cổng aux anh em nhìn này, đều được mạ vàng hết đúng không? Nó cũng là mã cao cấp với mạ vàng nhưng đâu phải đơn giản đâu đúng không? Mình đánh giá là con này là dòng máy đứng cũng khá cao cấp đấy. Cấu hình loa thì sao? Loa con này thì anh em nhìn thấy này. Đấy. Loa con này nó sẽ hơi xấu ở cái màng bass anh em nhá.
màng bát. Đấy, anh em nhìn nó dạng này, nhưng mà tất cả mình đã gọi là xử lý keo ở phía mặt trong cho anh em rồi, thì anh em mình sẽ dùng được khoảng tầm 5, 7, 10 năm nữa vẫn không thể nào hỏng được cái mặt này. Chủ yếu là nó xấu luôn anh em ạ. Nếu xấu thì như con này cũng, mình nhớ không nhầm cũng bay mất căng rồi. Mình sẽ cố gắng tìm cho anh em cặp căng, nhưng mà không chắc chắn là có đâu anh em nhá. Gân loa sẽ là gân cao su, gân này vẫn là gân zin anh em ấy, chưa thay đâu. Đấy, màng này là màng kim loại, màng nhôm này. Bên trên này thì nó sẽ là con chép đôm, dòng đôm từ neo anh em nhá. Phần lời con này thì mình đánh giá rất là ok. Chất bát thì nó vẫn là khô, đại diện đặc trưng của thằng Denon, nhưng bù lại giải mít nó sẽ khá là dày. Phía sau đây, công suất sẽ là 50W và trở kháng thì nó sẽ là 6 ohm. Một cặp thì sẽ là 100W, chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 40m² trở về anh em nhá. Công suất cục dàn sẽ là 48W, điện nguyên bản 100V, hỗ trợ kẹp loa. Đây, đấy, từ 6 đến 16 ohm. Kết nối thiết bị bên ngoài này qua đường AUX này. Đấy, hiện tại mình đang kết nối AUX cho anh em đây. Và cáp này mình cũng sẽ tặng kèm luôn. Súp điện ao có này anh em nhá. Đấy, kẹp anten FM phục vụ em nghe đây. Ok chưa? Đấy. Và giá hiện tại của cả bộ này thì mình đang để cho anh em có một củ tròn thôi anh em ạ. 1 triệu tròn cho bộ này anh em nhá. 1 triệu tròn cho bộ này. Và anh em mình, nếu như anh em nào lấy thêm cục Bluetooth nữa thì xin thưa với anh em, cục Bluetooth 5.0 nhà mình vẫn có anh em nhá. Và cục này hiện tại chất lượng thì cực kỳ ngon, đã tích hợp cái mạch rè bên trong rồi anh em nhá. Nên anh em mình sẽ có một con Bluetooth mà nghe nhiều, thậm chí còn căng hơn cả anh em mình kia nó có dây. Đấy. Cục này hiện tại mình bán là 200 ngàn một cục anh em nhá. Biến tất cả mọi bộ dàn âm thanh thành một bộ gọi là kết nối không dây tất với cho anh em. Đấy, không dây tất. Anh em về chỉ việc cấp cái nguồn gọi là nguồn 5V cho nó này, nguồn như kiểu cục sạc cho nó. Và anh em nào mua kèm sạc thì mình sẽ bán kèm sạc là 30 ngàn nữa, tức là tổng của nó sẽ là 230 ngàn anh em nhá. Còn không thì anh em mua mỗi cục này không thôi, có nguồn rồi thì chỉ mất 200 nghìn thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ test chất âm cho anh em xem là bộ dàn giá một củ xem nó có ok không. Nói chung là ok anh em ạ. Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi, thành phố sau lưng ơm mong điều gì. Tôi là người vội chinh chiến dài lâu, nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu. Từ mấy thu thanh cô nàng vừa ca, trọn kiếp yêu anh linh khổ xa nhà. Giữa rừng già nghe tiếng hát thật cao, rừng già tôi có thấy gì đâu. Bluetooth nó chỉ có 1.2 triệu thôi anh em ạ, mà chất âm của Denon thì nó gọi là cửa trên rồi anh em nhá. Giá hiện tại của bộ 05 một củ lấy Bluetooth 1.2 triệu, của con Onkyo V77 thì sẽ là 2.300.000, và con Denon M39 hiện tại mình đang để mức giá rất là tốt cho anh em, chỉ có 6 củ tròn thôi anh em nhá. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được kết thúc ở đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình, và xin chào anh em.